Alo, 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 vậy là vẫn ba lần alo. Đây là đài phát thanh thôn Tịch, kính mời bà con nghe thông báo của đương kim trưởng thôn. Trợ lý ơi, mang tôi cái kính ra đây cho này. Để trợ lý ngồi đây mà học dần đi này. Hôm nay mai tôi cất nhắc lên thì có làm vào mắt. Mấy cái này em đọc tốt. Ngồi đi. Nghe mà học hỏi nhé. Để đảm bảo cho việc chăn nuôi gia cầm được an toàn và hiệu quả, tôi yêu cầu bà con trong thôn, hộ nào mà muốn chăn nuôi thì phải lên đăng ký với trưởng thôn. Khi đó trưởng thôn cấp phép thì mới được nuôi. Alo, alo, alo. Vậy là vẫn ba lần alo. Chào ông trưởng thôn với cả anh trợ lý nhá. Oh my god. Không thích. Vớ vẩn là không được. Mời ông ngồi. Cái lứa gà ấy mà ông nuôi huấn luyện đứng được bằng hai chân ấy, tôi nghe nói là ông xuất chuồng rồi hả? Có kiếm được không? Cũng được một mớ ông ạ. À, thế thì tốt rồi. Hôm nay ông lên trụ sở là có việc gì? À, chấp hành quy định của thôn. Thì hôm nay tôi lên đây để xin đăng ký nuôi tiếp đàn gà nữa. Đâu đơn của ông đâu, mời tôi xem nào. Đây, ông xem xét đi. Đơn xin nuôi gà. Về cơ bản ấy, thì cái đơn của ông là cũng đầy đủ về nội dung rồi nhá. Thế nhưng mà còn thiếu một số thứ nữa. Còn thiếu cái gì thì ông trưởng thôn cứ nói để về tôi bổ sung. Vớ vẩn là không được. Đấy. Này nhá ông Tích nhá. Này về cái đơn của ông ấy, cơ bản nội dung là đủ. Đấy. Nhưng mà về ông bổ sung cho tôi những thứ sau. Một là giấy khám sức khỏe của cả gia đình ông nhá. Đấy. Hai là hóa đơn tiền điện của 3 tháng gần nhất. Ba là giấy xác nhận trình độ học vấn của ông nhá. Bốn là giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Năm là giấy phép lái xe hạng A1. Nhá, ông Tích nhá. Đấy ông Tích nhá. Ông về ông bổ sung những cái giấy tờ đấy cho tôi nhá. Lên đây tôi ký duyệt cho. Tôi thấy mấy cái giấy tờ đấy chả liên quan gì đến nghiệp vụ chăn nuôi cả. Vớ vẩn nó không được. Đấy, ông thấy kìa. Ai bảo ông là không liên quan à, ông Tích. Bây giờ tôi lại giải thích cho ông Tích như thế này nhá. Thứ nhất là cần phải có giấy khám sức khỏe của cả gia đình ông là để làm gì? Mà khi ông chăn nuôi đúng không? Ông có khỏe thì không lây bệnh cho đàn gà. Thì đàn gà nó khỏe, nó sinh trưởng mới tốt. Thứ hai là hóa đơn tiền điện 3 tháng gần nhất nhá, để chúng tôi xem nhà ông gà có nuôi gà thật hay không. Nếu mà nuôi gà thì hóa đơn tiền điện tháng tới đây là nó sẽ tăng, đúng không? Thứ ba là xác định trình độ học vấn của ông để làm gì? Ông biết không? Là để ông có đủ trình độ chuyên môn để liên tục update công nghệ chăn nuôi mới hay không? Ông hiểu chưa ông Tích? Còn giấy chứng nhận đăng ký kết hôn nhá ông Tích nhá. Cái này là rất quan trọng. Nếu mà nhà ông vẫn còn đăng ký kết hôn thì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là vợ chồng ông rất đang hạnh phúc, đúng không? Mà rất đang hạnh phúc thì ông nuôi gà, đàn gà nó sẽ vui vẻ. Nó vui vẻ, nó sẽ sinh trưởng tốt. Nó không bệnh tật. Ông hiểu không?
Cuối cùng nhá, là ông cần phải có giấy phép lái xe hạng A1. Vì sao? Vì khi đàn gà nhà ông nó có bị dịch bệnh, đúng không? Thì ông phải gom vào bao và cho lên xe ông chở đến nơi tiêu hủy. Nếu mà ông không có bằng lái xe thì ông chở xe đạp thì bao giờ đến nơi tiêu hủy? Ông thích. Nghe ông nói cũng có lý đấy. Chả thế thì sao? À này, ông trưởng thôn này. Bây giờ hay là ông linh động cho tôi. Còn mấy cái giấy tờ kia ấy, sau tôi về tôi giải quyết sau. Linh động thì nó phải thế nào chứ nhỉ? Linh động cho ông. Anh chạy đi nói giúp tôi. Đây, tôi có tí gọi là... Thôi, trưởng thôn tạo điều kiện cho ông Tích. Đây là trợ lý tham mưu cho tôi ấy nhá. Trợ lý tham mưu cho tôi ký ấy nhá. Tôi mà ký bừa ký ẩu chết cả lũ ấy. Đây, đơn của ông đây. Được rồi, tôi chào ông trưởng thôn, chào anh trợ lý, tôi về. Chào ông Tích nhá. Trợ lý xem phong bì được bao nhiêu, chia luôn cho nó phong thủy. Thôi, em chia nó phong thủy hơn. Rồi, đi.